mưa gió không làm được ở ngoài trời, đang cho anh em dỡ cái lầu lục giác mang đi dựng ở Văn Lâm Hưng Yên đấy. Lầu lục giác nói chung là đây là cái mẫu mình làm tương đối đơn giản đấy, toàn bộ 100% là gỗ lim ta hết đấy. Một lầu lục giác hai mái, cột của mình là cột vuông 13 đấy. Mỗi một cạnh này là 1m9, tổng chiều rộng theo đường chéo của mình là 3m6. Anh em đang dỡ để chuyển đi Văn Lâm Hưng Yên. Văn Giang Hưng Yên. Anh em đang dỡ. Toàn bộ phần gỗ rất là trơ trọi luôn, toàn bộ là gỗ lim ta hết, rất là trơ trọi luôn. Anh em như cái lầu này mình lắp dựng toàn bộ phần gỗ là hết là 100 triệu. Toàn bộ phần gỗ 100 triệu. Lầu lục giác 100% là gỗ lim ta Thanh Hóa. Đây mình còn một cái nếp nhà nữa, 3 gian 4 vì. Mình còn một nếp nhà nữa là 3 gian 4 vì, mình đang lắp dựng ở xưởng đây, đầy đủ hoành dui thuận bạo rồi, treo cửa nữa là xong. Đây hai bức thuận đây, hai bức thuận là đồ lộ bút măng, hai bức thuận là đồ lộ bút măng. Nhà lòng rộng, gian rộng, lòng 5m2, hiên 1m8, gian 2m7, tinh cột. Cột cái đường kính 24, cao 3m8. 3m7, 3m7 mấy. Trồng giường hết, trồng giường đầu sen hết. Nhà toàn bộ là gỗ lim cũ. Đấy, tiền kẻ hậu 7. Tiền kẻ hậu 7, con này mà lắp dựng 3 gian, hoàn thiện toàn bộ phần gỗ, cử bức bàn 3 gian thì là 700. Và nếu mà anh em làm 3 gian 2 trái thì thêm khoảng 100 triệu nữa, 800, 3 gian 2 trái. Đấy, thông phong đây, thông phong đây, thông phong rất đẹp nhé. Anh em đang dỡ cái lầu, anh em đang dỡ cái lầu để chuyển đi Văn Giang Hưng Yên. Còn cái nhà này thì bán nốt, anh em là ưng là múc. Gỗ lạt các thứ tương đối là đều, lim cũ hết. Mình nhắc lại kích thước 3 gian này của mình là một chiều là 8m1, một chiều của mình là 7m, khoảng 7m, 8756, 56m2, 3 gian. Đấy. 3 gian là 56m2, gỗ lim. Đấy, thôi thì hôm nay là hơi ít người, chắc là video này thì tạm dừng kết thúc ở đây. Mình hỗ trợ anh em về cái việc là dỡ lầu này. Đấy, anh em có nhu cầu về những cái lầu lục giác như thế này nhá. Những cái lầu lục giác hai mái như thế này, hoặc là những cái nếp nhà, hoặc là nếp nhà này thì alo cho mình, alo cho mình thì mình sẽ như con này lắp dựng phần gỗ 3 gian là 700 này, toàn bộ 3 khoảng cửa bức bàn, 3 gian làm thêm 2 cái trái nữa là 800, 3 gian 2 trái là 800, chưa kể phần gỗ, chưa kể phần ngói, quên mất, chưa kể phần ngói, phần nền móng xây dựng, toàn bộ của mình là phần gỗ thôi. Anh em có gì thì alo mình nhé, số điện thoại của mình đã có nha anh em nhé, 0963177806. Cảm ơn anh em, nhà rất đẹp nhé.